Hello, xin chào mọi người. Hôm nay kênh Origami xin hướng dẫn các bạn làm cái mô hình chiếc thuyền ha, chiếc thuyền chiếc tim đơn giản ha. Đây là cái bài thuộc cái level 1, level 2 nha các bạn. Này mình đang làm ở level 2 ha. Bài level 1 là mình làm cái trái tim, hình hai cái trái tim. Một trái tim và hai trái tim. Và bây giờ ta sẽ gấp cái mô hình chiếc thuyền thuyền hình trái tim các bạn. Làm cái này mà bạn tặng bạn gái thì cũng ok ha. Sau này các bạn làm ok rồi các bạn sẽ làm những mô hình trái tim như thế này ha. Cái bài này là cái bài mình làm là dựa những cái bài đơn giản các bạn, dành cho các bạn nào mà mới mới tập gấp á, mà với mới tập gấp hoặc là những cái bạn không có kỹ năng gấp á, mà bạn muốn gấp hình thì bạn làm những cái mô hình như thế này để đơn giản nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu là trái tim và con thuyền, nhưng mà nó không được đẹp những cái mô hình kia thôi. Nay mình hơi bị cảm á các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh Origami nha. Nhớ theo dõi kênh của mình để mình hướng dẫn nha các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Ok các bạn. Rồi, ok các bạn. Cái bài này thì cũng tương tự như cái những cái bài trước cho các bạn, giống tương tự như cái bài trái tim này nha. Nó các bạn đã gấp trái tim rồi thì các bạn sẽ thấy nó tương tự. Các bạn nên theo dõi trình tự của cái bài cơ bản nha, từ cái bài 1. Nó gồm khoảng 5 5 bài, 5 đến 6 bài cơ bản. Các bạn học xong các bài cơ bản rồi thì gần như là các bạn đã có một phần kỹ năng rồi ha. Thì lúc đó các bạn sẽ gấp được những cái mô hình nâng cao, nó sẽ thấy cảm thấy đơn giản hơn. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhé. Đây các bạn gấp đôi tờ tiền lại từ đây qua đây ha. Thao tác gần như là từ cái bài 1 cho đến bài 5 nó như nhau nha các bạn. Gần cứ giống nhau gút đầu hết luôn á. Các bạn. Đây các bạn dỡ ra. Xoay lại. Rồi bạn gấp cái này vào đây ha. Các bạn nào rất không rành thì các bạn nên tham khảo những cái bài trước ha. Còn không thì các bạn tham khảo cái bài này thì vẫn gấp ok, tại vì đây là những cái bài cơ bản đơn giản, cho nên là gần như bạn ship vào cái bài nào bạn làm cũng được hết. Nó cũng không nhất thiết theo thứ tự, nhưng mà các bạn làm theo thứ tự thì nó sẽ dễ hơn. Bữa mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn trình tự theo thứ tự những cái bài theo thứ tự đó. Thì những bài thứ tự thì nó chỉ nằm ở bài cơ bản các bạn, còn những cái bài mà ở mức nâng cao thì nó không cần nữa. Các bạn xem lại ha. Mình gấp vào đây. Nhớ các bạn gấp này vào.
Những bài nâng cao thì bạn đã có kỹ năng rồi thì không cần, nhưng mà những cái bài cơ bản thì các bạn nên học trình tự ha. Sẽ giúp ích cho các bạn hơn nhiều. Có trình tự rồi, các bạn học hết những bài cơ bản rồi thì bạn có kỹ năng rồi thì nó sẽ khỏe hơn. Bạn nhìn sơ là bạn đã biết rồi. Chứ các bạn, ở đây thì rất dễ, cái bài cơ bản thì mình sẽ làm chậm nhé. Cái bài này nó thuộc level 2 nha. Nằm ở level 2 và level 3. Nhưng mà nó đang nằm ở level 2 các bạn. Nó cũng nằm tiệm cận level 1 thôi. Nói chung 1 tới 2 nó như nhau, gần giống nhau hết. Đó, được chưa các bạn? Rồi các bạn xoay lại, các bạn gấp cái này vào đây ha. Những cái bài này tương tự nhau nha bạn. Nó các bài nó giống giống nhau vậy đó. Thực ra gấp 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 Origami USD này thì cấu trúc gấp nó tương tự nhau vậy đó các bạn. Các bạn. Các bạn làm rành rồi thì bạn thấy những cái thao tác nó giống giống nhau vậy đó. Rồi cái này vào đây. Các bạn nhớ like và ủng hộ kênh nha, các bạn theo dõi theo trình tự như mình. Một ngày các bạn học khoảng một bài là được rồi. Một bài bạn gấp đi gấp lại vài lần nữa, các bạn sẽ làm từ từ, các bạn sẽ được gần như các bạn sẽ gấp được tất cả những cái mô hình. Sau này mình sẽ live stream một cái bài những cái mô hình mà cao cấp cho các bạn coi ha. Những cái mô hình mà gọi là cao cấp luôn chứ không phải là những cái mô hình gấp chơi như thế này đâu ha. Những cái mô hình mà gọi là như bông hồng, bó hoa hồng, một cái hộp rất lớn giống như cái mô hình nãy giờ bạn thấy trong cái hộp PK đó các bạn. Cái mô hình đó nó mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm cho bạn coi. Và thực ra các bạn làm cũng rất khó, bạn phải có được phải có những cái thiết bị bạn mới làm được, nhưng bây giờ các bạn tập gấp những cái này cho vui thôi, tặng cho vui là được rồi. Ok chứ các bạn. Là mình xoay lại, mình mở ra. Đó, những bài trước làm giống như cái bài trước nha các bạn. Nó cũng như vậy thôi, đẩy này lên. Đẩy vào. Rồi, nó có thấy không? Đây, đó. Lại cho bạn coi. Đây, các bạn phải làm cái đường đường rãnh này nữa nha các bạn. Đấy, mình nhìn có cái rãnh này là mình gấp vào. Mình gấp ngược ra. Đấy, lúc buông mình quên mình không không nhắc bạn làm những cái thao tác này. Đó, mình đẩy ra ngoài như thế này. Được các bạn. Rồi, mình xoay lại cái này cũng như vậy ha. Đây, nó có cái rãnh rồi các bạn. Bẻ ngược ra. Bạn bóp bằng giữ nếp. Rồi, sao các bạn? Rồi bạn dỡ cái này ra ha. Bạn đẩy này ra, bạn bóp này vào. Tương tự như những cái bài trước nha các bạn. Đó. Bạn lần này xuống. Nó có cái rãnh ngay đây rồi nha các bạn, đó bạn đè nhẹ nhàng xuống thôi chứ không có gì nặng hết, nặng này hết đó, đè xuống. Nha các bạn. Rồi tương tự ta làm với đây, ta đẩy này lên. Ta đè này vào. Đè xuống. Chứ các bạn đè nhẹ nhàng là nó xuống thôi chứ nó có gì khó hết. Cái góc quay của mình là cũng góc quay rất chuẩn nha bạn, mình nhìn thấy giống như là mình đang làm trực tiếp luôn đúng không? Bạn cầm tờ tiền là giống như mình cầm luôn á, bản thân mình để cái góc quay là góc quay trực tiếp các bạn, cho bạn nhìn là nó rất dễ. Những cái người khác vậy á, họ để góc quay nó khó. Các bạn nhớ ủng hộ giùm mình nhé. Rồi mình xoay lại nha các bạn, mình làm cái này giống như vậy luôn. Để mình dỡ ra. Mình đẩy này lên. Mình đè này vào. Ha. Ở đây bằng lần cái này xuống từ từ nè ha. Nó có cái tì là bằng cái bằng tì cái này vô đây là bắt đầu bằng đẩy nó ra từ từ bằng lần xuống. Đè nhẹ nhàng thôi, nó có cái nếp rồi bằng đè nhẹ nhàng nó xuống thôi. Rồi tương tự như bên đây ha. Đẩy lên. Đó, nó có cái nếp ở đây bằng tỳ nếp vô ha. Đấy, góc nhìn của mình là ok các bạn. Nếu các bạn có gì các bạn cứ comment vào cái nội dung phía dưới cho mình nha, để mình biết mình các bạn thấy ok thì các bạn nói là clip nhìn ok thì mình để sau này mình rút kinh nghiệm nha các bạn.
nó dẫn với những cái kỹ năng khi bạn gấp được những cái tiền á, rồi chơi chơi với bạn gái, bạn gấp bạn tặng ý nghĩa lắm nha các bạn. Thấy đơn giản vậy thôi chứ bạn gái, con gái ai cũng thích cái này hết luôn á. Bạn gái bạn làm bạn tặng bạn trai, bạn tên trai cũng thích nữa, bạn trai bỏ bóp hoài luôn đó, để hoài luôn á. Đó. Hồi xưa mình cũng có nhiều bạn gái là do mình gấp mấy cái này á các bạn. Rồi ok. Rồi bạn xoay cái này, bạn xoay cái này lại ha. Đây. Đây. Tôi gấp cái này lên đây cho các bạn ha. Đây đây cái này lên đây. Cái đầu nhọn này vào cái nếp này nè, đó, này vào đây. Chứ các bạn. Rồi bạn xoay cái này, bạn ấn cái này lại. Ấn cái giữ cái nếp này lại. Rồi bằng đẩy cái này lên đó, bằng đè nhẹ cái này vào đấy các bạn. Rồi bằng đẩy cái này lên ha, đấy đè vào đó, chưa các bạn. Rồi bằng 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 đè nhẹ cái này vào một chút ha, để cho nó bo được cái chiếc tim đấy các bạn. Bạn nhớ bóp cho nó vuông vuông xíu các bạn. Rồi bên đây cũng vậy nhé. Rồi bạn nhìn thấy nó giống trái tim rồi đúng không? Ok chưa? Đó. Rồi ok. Rồi, ok chứ các bạn. Rồi, tới đây ta gần hoàn thành rồi nha các bạn. Rồi. Bạn nhìn cái trái tim chưa ship này ha, cái trái tim nãy này mình chưa ship, cái này là trái tim hoàn thành rồi, còn trái tim này nó chưa hoàn thành nè. Đó, bạn bắn cái này ra các. Đó, bạn đẩy cái này lên. Thấy chưa? Bạn đẩy cái này lên là nó sẽ thành chiếc thuyền nè. Bạn tì cái này lại. Đây ha, bạn bắn này lại một xíu đi. Nó dễ nè. Đó. Bạn đẩy cái này lên nè. Bạn tì cái tay vô đây ha, bạn đẩy lên. Đó, bạn đẩy nó lên là nó ra cái chiếc thuyền, thấy chưa? Đó, bạn đẩy mạnh lên cho nó bằng cái nếp như đây là bắt đầu nó ra chiếc thuyền mà uống rồi. Đấy, rất đơn giản là đã có được chiếc thuyền đó các bạn. Đúng chưa? Đó cho các bạn đó, mình đẩy lên. Ok chứ các bạn, đó. Rồi, ta xoay lại cái này. Dỡ cái này ra. Rồi ta bóp hay ta gấp hai cái này lại các bạn, ta gấp giống như như cái bài trước vậy đó, ta gấp đôi cái này lại. Ta gấp đôi tự tiền mình lại. Thấy chưa bạn? Gấp đôi lại. Rồi giống như như cái bài trước thôi, mình gấp đôi cái này, mình lần cái trái tim này vào. Bằng bẻ cái trái tim này lên, bằng lần xuống. Thấy chưa? Tới đây. Rồi bạn ấn nó vào, giống như nó tới đây bạn ấn cái đó. Rồi tương tự như chiếc thuyền cũng vậy nha các bạn. Đó, một lần tới đây. Xét vô bằng ấn nó xuống. Rồi được chưa các bạn? Rồi bạn bẻ cái này lên. Đó, cái này cũng vậy bạn bẻ ra. Chưa các bạn?
Rồi bạn bẻ cái này lên lên cái chỗ này lên cái này cho nó cao lên cho các bạn. Đây, gấp đôi nó lại đây. Thấy chưa các bạn? Để em lên. Rồi ta lần sát ra ra cái chỗ này cho nó đẹp đây. Cho nó sát như thế này. Đấy vậy, ta bóp sát lại. Đây bạn, bạn gấp đôi nó lại thôi, bản thân bạn gấp đôi là bằng tỳ sát cái này lại thôi cho nó gọn cái này thôi. Gọn cái tim thôi đó. Cái trái tim bài trước ta cũng làm cái này ha. Rồi, bạn khi nó gọn rồi các bạn 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 ha. Đó nó như thế này rồi. Rồi bạn bẻ ngang lại, bạn bạn ép cho nó ngang lại. Đấy. Chỗ này nó đứng thì bạn cứ đẩy sao cho nó cái này nó nằm chiều ngang với so với cái này là được đó. Cái này cũng vậy. Trái tim vậy bạn bẻ cho nó đứng lại như thế này rồi bạn bẹp nó lại đó. Thấy chưa? Đó, bạn bè để bẹp nó xuống như thế này. Okay, các bạn. Tới đây nó là gần xong rồi các bạn. Nhiệm vụ chúng ta chỉ làm trái tim này nó qua đây thôi ha. Đó. Rồi, bạn đẩy cái này, bạn nhìn nè ha. Bạn chừa cái khúc này làm cái chân đế là bắt đầu bạn đẩy trái tim này ngược lên thế này. Đấy. Bóp bóp cho nó bẹp lại cho nó ok là được đó. Thấy chưa? Các bạn cứ đẩy sao cho nó vừa cái này bạn bóp lại. Đấy. Rồi, như vậy là xong rồi nha các bạn. Đấy. Bạn bóp bằng tì cái chân đế này nó ok rồi đó, là nó sẽ đứng được luôn, chữ tim đứng được luôn nha các bạn. Đó, thuyền đứng được các bạn. Đó. Đó. Mình làm cái chân này nó bè ra chữ V nè các bạn. Đó, mình để chữ V thì mình để như thế này nó sẽ đứng các bạn ha. Phần chiếc thuyền này nó vẫn là chiếc thuyền nha các bạn, mà banh nó vẫn ra chiếc thuyền được nha các bạn. Đó. Bạn có thể để chữ tim vào trong này vẫn được nè. Vẫn để trái tim vào trong chiếc thuyền này được luôn nè, thấy chưa? Rất đẹp nha các bạn. Rồi ok, các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh Origami USD bên mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.